con chó. Hôm nay mình sẽ giải thích về bí quyết tán trái nhật 3 điểm nha. Ê chếp, đừng quên arigato. Lúc các bạn đi ăn cơm với con trai nhật và khi được họ thanh toán, đừng quên nói arigato hay là gochisou sama. Đây là dù giữa hai người đáng yêu nhau. Gochisou sama nghĩa là em cảm ơn anh mỗi cho em. Mình biết đối với người Việt, lúc như vậy thường không hay nói cảm ơn lắm. Nhưng mà đối với người Nhật thì không nói là bất lịch sự. Nên arigato wa wasenai yoni ichimashou. Hai. 2 番. Đây là một cái vấn đề lớn giữa con gái Việt Nam và con trai Nhật. Nào để show. Khao lông cánh tay và chân. Không biết tại sao con gái Nhật luôn luôn cào sạch lông tay chân. Nên chúng mình không quen nhìn cánh tay có lông của con gái. Lúc gặp con trai Nhật, nếu mà các bạn thấy anh ấy đang nhìn cánh tay của em, chắc là anh ấy cảm thấy buồn như này. Trời ơi, con gái này mắt đẹp, người đẹp, tính cách rất tốt mà có luôn, đau trái tim quá. Chúng mình cũng muốn nhìn cho quen, nhưng mà hơi khó. Đặc biệt là đối với con trai trẻ và những người con trai không có chị em gái. Rồi đây. Hãy. Tiếp. 3 番目. Khách khen con trai Nhật. Bí quyết này là number one. Các bạn khen con trai Nhật như thế nào? Anh đẹp trai quá, anh giỏi thế, anh to lắm. Thật là giống như vậy đúng không? Khen như này thì không thắng con trai được đấy. Con trai thích khen như này nhỉ? Anh đẹp trai nhất ở Hà Nội, anh thông minh nhất con trai em từng gặp từ trước đến giờ, anh giỏi nhất em từng gặp, anh thọ nhất em từng thấy. Khen như vậy thì con trai sướng hơn. Con trai có lòng từ ấy khao nên con trai thích khen như vậy. Mà tổ tốt quá, thân chân đắc rồi nè. Hãy, mình cảm ơn các bạn nhiều vì đã xem video của mình nhé. Hãy, mình thấy đại tế, ありがとうございました. Mata, yoroshiku onegaishimasu. 失礼します。